Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Cà Phê Nhân Phẩm. Như vậy, sau một thời gian dài trông ngóng, phiên bản Big Update cập nhật giữa mùa 7 đã đáp cánh an toàn tại máy chủ thử nghiệm BB rồi. Không biết có anh em cờ thủ nào ở đây đã trải nghiệm chưa nhờ? Hãy comment xuống dưới để bọn mình thấy được cánh tay của anh em nhé. Sự xuất hiện của phiên bản mùa 7.5 này cũng được xem như là dấu hiệu của một nửa mùa giải đã sắp kết thúc. Lúc này những thành quả leo rank chai hát của anh em sẽ được ghi nhận bởi những món quà, những biểu tượng đỉnh của chóp mà đội ngũ phát hành game dành tặng cho người chơi. Và cũng như một phần không thể thiếu được coi là nét đặc trưng của từng mùa giải đấu trường chân lý, đó là những quả trứng linh thú, những sân đấu màu sắc và đặc biệt là vé pass hay còn gọi là vé thông hành độc quyền của từng mùa. Anh em có thấy thú vị không nào? Thôi không dài dòng nữa, chúng ta cùng đi tìm hiểu thôi. À mà khoan, trước khi bắt đầu, các ông đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe cũng như click vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những thông tin mới của mùa 7.5 nhé. Còn bây giờ đi, let's go. Siêu hot, siêu giảm giá anh em ơi. Shopcafenhanphẩm.com 26 tháng 8 giảm giá tài khoản xả láng. Sở hữu ngay tài khoản trên 100 skin với chỉ 99k, tài khoản trên 200 skin với chỉ 200k. Hơn nữa, chỉ với 170k, nhận ngay tài khoản level 30 chưa dành siêu giá trị. Gì cũng rẻ, chỉ có tại shopcafenhanphẩm.com từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8. Về cơ bản, tấm vé này là một sự đầu tư vô cùng hấp dẫn khi bạn chỉ cần bỏ ra chưa đến 100.000 là anh em đã có thể cầm vé lên trên tay và bay đến nơi xa rồi. Nhưng chỉ có những em nào nạp sự kiện sinh nhật lên mình huyền thoại mới có mức giá đó thôi. Còn những em sinh viên nghèo như bọn mình thì cũng phải chắc chiu từng đồng để hiến máu cho gà rán. Nhưng dù sao, nó vẫn là khá phù hợp với túi tiền và công sức chúng ta bỏ ra để nhận phần thưởng đúng không? Ở mốc level 1, khá là quen thuộc qua từng mùa của đấu trường chân lý, đó là pet thủy thần. Nhưng mang trong mình bộ concept mới với trạng thái thư giãn cùng một tông màu cam hết sức bắt mắt và dễ thương. Mặc dù vốn dĩ đã mang trong mình cái nickname là thủy thần vô cùng cute rồi, cơ mà sở thích của linh thú hệ nước này vẫn là được đắm chìm trong những làn nước nóng để xua tan những mệt mỏi căng thẳng từ những ván cờ đầy tính cạnh tranh. Trông vậy chứ cu cậu cũng biết tận hưởng cuộc sống đó nhỉ. Như những vé thưởng của các mùa giải trước đây thì nhà phát hành còn tặng cho anh em rất nhiều trứng linh thú đủ mọi thể loại từ 1 đến 7 hay các thú chu đam vân vân và mây mây. Thì hấp dẫn nhất và cuốn hút nhất vẫn là trứng linh thú huyền thoại. Cơ mà để có thể mở được trứng ở mốc này cũng đòi hỏi một thời gian chơi game khá khá của anh em đấy. Ngoài thủy thần còn có một linh thú khác có mặt trong vé sự kiện lần này, đó là cá voi Rekogoi Starmore, một linh thú bậc huyền thoại cũng đã được ra mắt cách đây khá lâu. Bọn mình mong điều này có thể giúp một phần nào đó cho cô cá voi này được anh em sử dụng nhiều hơn, thay vì cứ vào game là mấy ông thần Yasuo Chibi mũ loạn hết cả mặt. Và theo những dự đoán của chúng mình thì có lẽ nhà phát hành sẽ tặng cho anh em linh thú cá voi này ở mốc 2 sao, còn lại thì anh em phải tự up hoặc mở trứng để mở khóa lên 3 sao. Ngoài ra không thể thiếu được, đó là những biểu cảm kỳ bí và đặc biệt là các mảnh sao giúp anh em nâng cấp linh thú lên 3 sao một cách dễ dàng. Đây là điểm lợi của anh em mà chưa full linh thú, khi mở trứng mãi mà không ra con mình cần nắp sao thì có thể dùng những mảnh sao này để áp linh thú của mình lên 3 sao. Còn có anh em nào cứ thấy con nào lên 2 sao thì búp mảnh sao cho nó lên 3 hay không? Comment bên dưới để chúng ta cùng tìm đồng đội nhé. Và trong quá trình cày cấp lên kinh nghiệm, các trường lực đặc trưng cho từng mùa giải cũng sẽ là phần thưởng không hề thiếu mà anh em có thể nhận khi đạt đủ cấp độ. Các trường đặc trưng bao gồm Skippy Stone Boom, tạm dịch là đá nhảy bùng nổ, Dragon Float Boom, phao rồng bùng nổ, Dragon Egg Spray Tattoo Boom, giàn phun rồng. Đây đều là những trưởng lực có hiệu ứng cũng như hoạt họa rất sáng tạo, mới mẻ và phù hợp với chủ đề vùng đất rồng thần. Nhưng để tạo thêm phần thú vị, giúp anh em game thủ cảm thấy mình đang thực sự phiêu lưu vào vùng đất của những loài rồng thần, thì nhà phát hành còn dành riêng cho anh em các map đấu mới, bao gồm map đấu Poggle hồ bơi, Umbra mùa thu và cuối cùng là áo xin băng giá. Ngoài ra thì khi cày tới level 42 hay những level mà gần cuối của vé thế giới rồng 2 thì anh em sẽ nhận được một phần thưởng rất xứng đáng, đó chính là map đấu thác nước bí ẩn, thay đổi hoàn toàn hiệu ứng về cả mặt hình ảnh lẫn âm thanh. Cả các đồng lợi tức trong game thay vì những đồng vàng bình thường sẽ được thay vào những chiếc đầu rồng mạ vàng. Một điều thú vị là bên cạnh tiếng thác nước chảy, anh em còn có thể tận hưởng tiếng chim ca và cả tiếng khạc liều của tượng rồng bên phải màn hình nữa. Cứ mà chiêu thì cũng đừng quên xếp bài, cả bị đối thủ đòn mấy cái máy chiếu đấy nhá. Bên cạnh đó, nếu anh em thích đắm chìm trong ánh nắng mặt trời tại đấu trường Splash Party hay đơn giản anh em là những người theo chủ nghĩa xê dịch thì cũng đừng quên hướng dẫn viên John CC nhá. Về kinh nghiệm của một dân chơi trong nghề, chuyên địa điểm tổ chức tiệc bên bãi biển thành công, John CC đã chuyển đổi ngành và chuyên môn thư giãn của họ thành một địa điểm nghỉ dưỡng hoàn toàn mới, John CC Splash Resort. Đó là những thông tin mới mà Riot cung cấp về bản đồ khu nghỉ dưỡng cho CC Splash sắp được cập nhật trong bản 7.5. Và nghe qua những lời giới thiệu trên thì anh em đã chuẩn bị bỏ túi tiền của mình ra chưa? Thoạt nhìn qua hoạt ảnh khá là bắt mắt với khung cảnh chính là một căn nhà mái rơm, khu chứa tướng là một con đường dẫn vào nhà, và gần đó là một thác nước nhỏ với cụ rùa đang hòa mình với làn nước và gầm lên thật mạnh mỗi khi round đấu kết thúc. Để sở hữu sân đấu này có thể nghe sẽ mở giường hoặc mua cùng với các combo trứng linh thú hoặc là combo với vé thế giới rồng 2. Từ khi ra mắt các nhóm linh thú về chủ đề rồng, chúng ta vẫn thường hay thấy ngoài những linh thú mới được cho ra mắt thì nhà phát hành
vẫn rất biết cách chiều lòng fan hâm mộ khi mà những dòng linh thú đời đầu như là Pengu hay là Tròn thường xuyên khoác lên mình những bộ cánh khá là đẹp mắt và phù hợp với concept của game, đó là thời đại rồng. Và trong mùa 7.5 này cũng vậy. Tin vui cho anh em nào là fan của chú chim cánh cụt này, đó là nó sẽ được nhận một trang phục mới của Pengu, huấn luyện viên rồng Pengu. Với bước đi ngộ nghĩnh không lẫn vào đâu được của chú chim cánh cụt, lại cho mình có lẽ bộ trang phục cosplay Siphon, một dòng thân khá nổi tiếng trong đấu trường chân lý mùa này. Huấn luyện viên rồng Pengu có lẽ sẽ là số ít linh thú có thể sử dụng xiềng vàng mọi lúc mọi nơi. Dành cho những anh em nào số đen, tay rôn nhỏ thì sắm ngay chú chim cánh cụt này và nâng cấp ngay lên 3 sao để có thể sử dụng xiềng vàng trong tay thay vì cái xiềng gỗ như lúc ở 1 sao nhá. Một chút bật mí cho anh em là hoạt cảnh Cachun 1, Cachun 2, Cachun 3 của huấn luyện viên rồng Pengu rất là đáng để sở hữu đấy. Và trong khi nếu bạn không rôn ra tướng thì có thể dùng nó để đi khóc hết bản đồ rồi GG là đẹp. Với tỷ lệ rơi ra là 5% khi mở trứng thì dự đoán đây sẽ là một con hàng khá là khan hiếm và cần rất nhiều nhân phẩm của anh em đó nhờ. Ngoài ra trong phiên bản lần này cũng chào đón sự xuất hiện của hai linh thú mới, Bungo và Prancy. Trứng của hai linh thú này anh em có thể nhận được trong những phần quà mà vé thông hành mang lại nhá. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với Bungo. Bungo là một chú rồng khá là ngốc nghếch với một vẻ ngoài hồn nhiên và dễ thương. Bungo mang trong mình nguồn năng lượng đáng yêu y hệt một chú cún vậy. Cơ mà đừng có nhầm lẫn, đây là một chú rồng của vùng đất kỳ bí này đấy. Anh em cùng xem có diện mạo khác của Bungo ngay sau đây nhá. Bungo mặc định Honeybus Bungo, Rose Bloom Bungo, Jess Bungo, Astro Bungo, Dearest Bungo. Và bên cạnh gã khờ Bungo, chúng ta cũng được diện kiến một trong những linh thú mà theo lời giới thiệu của Riot được xem là nữ hoàng với sắc đẹp trong giới linh thú từ trước đến nay. Prancy hiện lên là một nàng cáo kiêu sa lộng lẫy, với vẻ ngoài có thể nói là hấp hồn bất cứ cờ thủ nào. Chính vì thế nên cô nàng sẽ đòi hỏi sự quan tâm chú ý cao nhất của cờ thủ đó nhá. Cơ mà đừng mong cô nàng đáp lại, vì công còn phải xếp hàng dài lắm. Và hãy cùng xem qua các trang phục của linh thú mới này nhá. Prancy, Coil Prancy, Breakwing Prancy, Jet Prancy, Darkfly Prancy, Everfrost Prancy. Cả Bungo và Prancy đều là những linh thú đặc trưng của riêng mùa 7.5 này. Vì thời gian là có hạn nên những nhà sưu tầm linh thú hãy chú ý kẻo bỏ lỡ hai linh thú siêu đẹp này nhá. Và kế đến là linh thú Chibi. Theo quan sát của bọn mình, đây cũng là nội dung cập nhật ưa thích của nhiều cờ thủ, nên mình sẽ nói sâu hơn về nội dung linh thú này nhá. Tiếp bước theo gót chân của một vị lãng khách trẻ đến từ vùng đất Aonia ma thuật và huyền bí, Lee Sin, hay còn biết đến là vị thầy tu mù với khả năng thể thuật vượt trội, sẽ là vị tướng Chibi tiếp theo xuất hiện tại vùng đất bí ẩn lần này. Và vì do có khiếm khuyết về đôi mắt, thế nên Riot cũng rất hào phóng khi đã tạo thêm cho anh chàng này mẫu trưởng lực chứ danh của mình, đó là sóng âm kết hợp với vô ảnh cước. Ông nào là fanboy của Lee Sin thì lẹ lẹ cái tay lên nhá. Các ông có thể sở hữu Lee Sin bằng cách mua trực tiếp trong cửa hàng để có thể nhận ngay lập tức trưởng lực vô ảnh cước đi cùng. Như bọn mình đã kể, việc sở hữu gián tiếp thông qua việc mở trứng vùng đất bí ẩn với tỷ lệ 2% nhá. Lee Sin Chibi sẽ luôn xuất hiện ở quả trứng thứ 37. Ngoài ra, nếu là fan chân chính của Lee Sin và muốn được tận mắt chứng kiến cú đá móc Insect chứ danh một thời, anh em đừng ngần ngại sở hữu cho mình bộ trang phục Lee Sin chiến binh rồng nhá. Nếu không tự hỏi nó có đáng giá không, thì hãy tự mình xem mấy hoạt ảnh cũng như âm thanh của nó trong clip này nhá. Cũng giống với Yasuo, Lee Sin cũng sẽ sở hữu ứng đặc biệt riêng trong mỗi đao đấu mà anh em kết liễu kẻ địch. Thay vì bay lên và vung nhát chém thấu xương như Yasuo, Lee Sin sẽ triệu hồi lôi long để giáng một đòn chí mạng vào tên đối thủ xấu số kia và quay mặt đi, cũng có một gương mặt cun ngầu ăn trọn điểm 10/10. Không biết anh em thế nào, chứ từ giờ vào game đùa cùng đồng đội, đứa chơi Yasuo, đứa chơi Lee Sin thì cứ phải gọi là mãn ô nhãn cả sàn đấu luôn. Để có thể sở hữu các linh thú cũng như bản đồ mới, anh em sẽ được giới thiệu thêm các gói về chủ đề vùng đất bí ẩn, bao gồm hai linh thú mới 1 sao là Bungo và Prancy, có riêng khu nghỉ dưỡng tấp nập bao gồm một linh thú Chibi Lee Sin và gói tối thượng vùng đất bí ẩn. Chi tiết như thế nào, anh em đợi bản cập nhật sắp tới nhá. Với những cờ thủ trung thành, dấu chân của anh em để lại vùng đất rồng này sẽ vẫn mãi ở đó và trường tồn theo thời gian. Thời khắc cuối cùng của mùa 7 sắp đến và chúng ta sẽ cùng nâng ly cho những thành tựu mà chúng ta đạt được ngày hôm nay. Dưới đây sẽ là những hé lộ về các phần thưởng mà Riot dành cho những cờ thủ đạt từ mức vàng trở lên. Ở chế độ xếp hạng, cờ thủ có từ mức rank vàng trở lên sẽ nhận được biểu tượng cảm xúc Yasuo chiến binh rồng. Màu sắc của biểu tượng cũng sẽ thay đổi theo mức rank. Thế nên anh em nào muốn ánh sáng màu vàng kim hay sắc đỏ chiến thắng của rank cao thủ thì nhanh chân lên nhá. Đối với những em cờ thủ đam mê bộ môn xúc sắc điên cuồng, Riot cũng không bỏ quên anh em đâu. Các ông cũng sẽ nhận được biểu tượng Poggle tinh quái tương ứng với 3 mức xanh, tím và bậc thầy. Và đó là tất cả những thay đổi sắp tới về chủ đề cũng như là diện mạo của game cho phiên bản 7.5 này. Hội anh em đam mê sưu tầm linh thú hay những cờ thủ hát rank nên chú ý cập nhật để có thể nhận được những phần thưởng cũng như linh thú ưng ý nhất. Cờ thủ nào đang ở rất mức rank bạc thì cũng nhanh chân lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nếu không biết chơi đội hình nào thì cứ vào kênh của chúng mình, nhiều đội hình hay ho và độc lạ lắm đấy. Và nếu anh em thấy clip này hay,
đừng quên để lại cho bọn mình một like, một subscribe, cũng như bấm vào nút chuông nhỏ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về thời đại rồng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bạn đang tìm nơi để thỏa mãn đam mê với Liên Quân Mobile. Nếu vậy còn chần chờ gì nữa mà không có đến ngay với kênh YouTube Cà phê Liên Quân, nơi cung cấp những góc nhìn đa chiều về phân tích meta, hướng dẫn lối chơi cũng như các thông tin sống động nhất về thế giới eSport AOV nha. Nghe là hấp dẫn hot hoàn hot liền đúng không ạ? Link kênh YouTube tụi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Lên được thôi nào, let's go!